Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Xin Chúa xóa tội con. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ đây là thánh lễ cuối cùng con dâng, cũng như quý của ông bà và những người đang hiện diện ở đây tham dự trong năm Canh Tý này, để chúng ta bước sang năm Tân Sửu. Nghe đến từ cuối cùng, có lẽ không ai lại không có một tâm trạng nào đó, nào là lo lắng, sợ hãi, nào là hân hoan vui mừng. Ai cũng có kinh nghiệm ấy. Ví như tâm trạng của một người đang xem những giây phút cuối cùng của một trận bóng, rất là hồi hộp nếu trận bóng đó đang gay cấn, hay là công việc cuối cùng của một công nhân, của một nhân viên phải hoàn thành. Và đặc biệt đối với các bạn học sinh, sinh viên ở đây, thì đó là môn thi cuối cùng, thi xong rồi nhẹ nhàng vô cùng. Và hôm nay ngày cuối năm, ngày cuối cùng của một năm, cũng làm cho chúng ta xao xuyến để nhìn lại một năm qua. Giáo xứ của chúng ta đã có một giờ trầu mình thánh, rồi có tâm tình tri ân tạ ơn. Thì suốt một năm qua, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, và hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin lỗi đấng giàu lòng xót thương, xin Ngài tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót, những yếu đuối trong suốt một năm qua. Và ngày cuối cùng của năm cũng là ngày cầu xin phúc lành cho năm mới. Ngày cuối cùng của năm cũng liên hệ tới ngày cuối đời của mỗi người chúng ta. Ước gì chúng ta được sống những mối phúc lành mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng theo Thánh Matthew. Vâng, còn một ít phút nữa thôi là chúng ta bước sang năm Tân Sửu. Và có thể nói giờ đây tâm tình trong giờ phút này đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn phúc Ngài đã ban xuống cho ta, cho gia đình ta, cho giáo xứ, giáo họ trong suốt một năm qua.
Ơn phúc trọng đại nhất đó là ơn sự sống. Người ta nói rằng sự sống hơn cả đống vàng. Nhắc nhở cho mọi người chúng ta nhìn nhận tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, cho nhân loại một cách cụ thể qua Đức Giêsu Kitô. Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu này trở nên quả tặng nhưng không cho thế gian. Tình yêu này có sức mạnh vượt không gian và thời gian, đến với tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ ai. Tình yêu này Thiên Chúa trao ban cách trực tiếp và gián tiếp. Một phần kết quả của tình yêu này mà ai trong chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được, đó là tôi đang sống. Hôm nay tôi đang hiện diện trong ngôi thánh đường này. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế, lẽ nào chúng ta lại không biết ơn Ngài? Nhưng đón nhận món quà vô giá ấy, chúng ta đã sử dụng như thế nào? Các mối phúc trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hiểu được và chất vấn chúng ta đã dùng ơn Chúa như thế nào? Tôi đã chu toàn bổn phận làm cha, làm chồng trong gia đình thế nào? Tôi đã chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ trong gia đình ra sao? Và phận làm con, tôi đã cư xử thế nào với cha mẹ, ông bà, anh chị em và những người trên? Là người Kitô hữu, tôi có sống chứng nhân tin mừng, sống chứng nhân như tin mừng đòi hỏi không? Xét mình một cách nghiêm túc và nghiêm chỉnh, có lẽ ai trong chúng ta cũng có lỗi, không ít thì nhiều. Và nếu có lỗi thì phải biết xin lỗi. Dịp cuối năm cũng là cơ hội để chúng ta đặc biệt xin lỗi Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong bí tích hòa giải. Chúa sẵn sàng tha thứ những yếu đuối, những sai sót, những lầm lỡ nếu chúng ta thực lòng sám hối. Người Việt Nam mình có câu rất là hay: giận đến chết thì đến Tết cũng tha. Nếu chúng ta còn bất hòa với nhau thì xin chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Và chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu, chắc là ai trong chúng ta cũng mơ ước cho mình và cho người khác những điều tốt đẹp, những điều may lành. Nào là chúc cho nhau sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thăng tiến, an khang, thịnh vượng, vân vân. Những lời cầu chúc này rất đáng trân trọng để trao và nhận. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Muốn trở thành hiện thực thì cần phải có sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người. Thế nhưng tự sức của con người thì làm sao chúng ta có thể làm được nếu không có ơn Chúa trợ giúp? Vì vậy, lúc này là dịp chúng ta xác định lại niềm tin của mình. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa thường thực hiện các phép lạ cho những ai biết tin tưởng cầu xin Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con cũng biết dùng thời gian để cầu nguyện, để đến với Chúa trong niềm tin. Và ít nữa đây, phép lạ sẽ xảy ra ở trên bàn thờ này, biến bánh và rượu trở nên thịt và máu của chính Đức Giêsu.
Và cái mới đã có đây rồi. Trích trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 17. Vâng, trong Ngài và chỉ trong Ngài, nhân loại được ban cho cơ hội trở nên một tạo vật mới. Chúng con xin cảm tạ Ngài. Amen. Kính mời cộng đoàn.